Thân mến chào các em. Tuần trước chúng ta đã mào đầu về phân phối chuẩn. Hôm nay chúng ta học tiếp đào sâu về phân phối chuẩn, một trong những phân phối mà không thể nào bỏ qua trong chương trình học của chúng ta. Một trong những cái phân phối cực kỳ quan trọng và nó chính là đặc trưng của cái môn học này. Mời các em nhìn lên màn hình, chúng ta học tiếp nhé. Hôm đó thầy đã nói về K sigma. K sigma hôm nay mình đặc trưng chỉ cho K bằng 1, 2 và 3 thôi nhá. K 1, 2 và 3. Hôm đó thầy cũng đã đề cập đến K sigma tổng quát 1, 2, 3 và 6 sigma, đúng không? Còn ở đây thầy nhắc lại quy tắc 1, 2, 3 sigma là như vậy. Các em nhìn lên màn hình này. Nếu mà K là bằng 3, 3 sigma đó, thì cái diện tích này nè, cái diện tích thầy di chuột đây à, tức là bắt đầu từ tâm của nó là mi cộng 1 sigma, cộng 2 sigma, cộng 3 sigma, thì cái diện tích này nè, thầy di chuột đây là chiếm 99.73%. Nếu K bằng 2, K bằng 2 đây các em, mi cộng cho 1 sigma cộng 2 sigma, tức là 2 sigma đó, thì cái diện tích thầy di chuột đây, đây trên cái đường cong và giới hạn bởi mi cộng 2 sigma và mi trừ 2 sigma là chiếm 95.45%. Với 1 sigma đó, 1 sigma đây thì cái diện tích của ta đây thì chiếm 68.26%. Thì các em thấy là nếu mà K bằng 3 sigma thì ta thấy là nó chiếm khá nhiều về cái diện tích này, bằng 99.73%. Chỉ còn 0.27% là nằm ở hai bên đó các em. Nằm ở hai bên này nè, nằm ở hai bên rất nhỏ. Đấy. Thấy không? Thì thường người ta dùng cái hình ảnh này để người ta liên tưởng đến cái quy tắc của K sigma nhé. Cái hình này, cái đường cong này chính là cái đường cong này đây các em. Đường cong này ta đã biết rồi, đây là đường cong chuẩn, phải không? Phân phối chuẩn tổng quát với kỳ vọng là mi và độ lệch chuẩn là sigma. Đấy. Bây giờ ta xem cái đường cong này nó thể hiện qua cái sự thay đổi của các sigma như thế nào nhá. Bây giờ thầy cho sigma 1 nhỏ hơn sigma 2, nhỏ hơn sigma 3 và nhỏ hơn sigma 4. Ở đây sigma thì luôn luôn dương ra, dương, cho nên là bình phương lên thì nó cũng vậy thôi, phải không? Và như vậy, đây cái hình ảnh của cái này là như vậy đấy các em. Sigma 1 là cái hình gì? Sigma đó nó đại diện cho cái gì nào các em? Độ lệch chuẩn, đúng không? Độ lệch chuẩn. Sigma 1 nhỏ hơn sigma 2, có nghĩa là độ lệch chuẩn của sigma 1 nhỏ hơn độ lệch chuẩn của độ lệch chuẩn là sigma 2. Thì ta thấy là cái gì? Độ lệch chuẩn nhỏ có nghĩa là cái sai số nó nhỏ, tức là cái đáy nó phải hẹp lại, phải không các em? Đáy nó hẹp lại. Đấy. Sigma 2 mà nó lớn hơn chút xíu á thì đáy nó bè ra một tí. Đây là chính là sigma 1 chính là cao nha. Cái nhọn nhất đây nè. Rồi sigma 2 chính là cái đường này. Đó. Sigma 3 nó bè ra một chút xíu nữa. Và sigma 4 là nó bè rộng ra. Và như vậy thì do đâu? Do đây nè các em. Do sigma nó nằm ở dưới mẫu số, đúng không? Sigma nằm ở dưới mẫu số mà sigma càng lớn thì cái fx này nó càng nhỏ. Cái đỉnh nó lùn xuống, đỉnh nó thấp xuống. Và cái đáy nó bè ra, có nghĩa là nó biểu hiện cho cái sự sai số, cái sự phân tán về số liệu quanh cái vùng sigma này, quanh cái vùng điểm sigma này. Đấy, tức là sigma càng lớn thì cái đáy nó càng bè ra. Đấy, cái hình ảnh của nó là các em nhớ nha. Ý nghĩa của nó rất là dễ, tại vì sigma nằm ở dưới mẫu số cho nên là cái tung độ fx này nó bị thấp lại khi sigma càng lớn. Có nghĩa là khi sigma càng lớn thì cái đáy này nó bè ra và đỉnh nó thấp xuống. Sigma càng nhỏ thì cái đỉnh nó càng cao và cái đáy nó càng thu gọn vào.
thu gọn vào. Vì sao? Vì sigma chính là độ lệch chuẩn, mà độ lệch chuẩn ngắn nó nhỏ thì cái độ phân tán của nó ít, độ phân tán ít thì cái đáy nó thu gọn lại, đúng không các em? Đó. Thì các em nhớ cái hình là như thế nha. Bây giờ ta có một cái định lý như vậy. Định lý này là đặc trưng cho chuẩn đây. X thuộc normal, tức là chuẩn mu sigma bình, thì ta có mấy cái điều sau. Điều thứ nhất là median của x bằng mu, bằng mode luôn, bằng mode của x, có nghĩa là xác suất lớn nhất tại mu, và cái điểm trung vị chia đôi cái diện tích cũng bằng mu. Và kỳ vọng cái này là kỳ vọng đấy các em, kỳ vọng của cái x cũng bằng mu, và phương sai của nó, phương sai của cái x này lại bằng sigma bình, đúng là cái này. Chính vì thế mà người ta symbol, người ta ký hiệu x thuộc normal mu sigma bình là như vậy. Vậy các em thấy là cái phân phối chuẩn này nó có rất là đặc trưng, tức là kỳ vọng bằng mu, phương sai chính là bằng sigma bình luôn. Đây thầy vẽ lại cái hình đấy, phải không? Thì cái mốt của nó là nó lớn nhất cũng là ngay đỉnh bằng mu đây nè, đây nè, đỉnh bằng mu, phải không? Và tất nhiên vì đây là hình đối xứng mà, cái hàm này hàm đối xứng, cho nên cái đường này nó chia cái diện tích một nửa, tức là phân chia cái diện tích một này mỗi bên một nửa, có nghĩa là nó chính là median của nó chính là mu. Và hiển nhiên là kỳ vọng của nó cũng bằng mu luôn, và phương sai bằng sigma bình. Đấy, đặc trưng của nó. Cái đồ thị là một cái hình chuông cân, nó đặc trưng, phải không? Đặc trưng cho môn học luôn. Đây chính là hình chuông cân, và đó là một cái icon, một cái biểu hiện mà trong môn học luôn luôn người ta lấy cái hình chuông cân ra là một cái symbol, là một cái đặc trưng cho cái môn học này là như vậy. Ta thấy rằng đại đa số lực lượng trung bình chiếm hầu hết diện tích hình chuông, còn lại phân đều ở hai bên cực tả và cực hữu rất ít. Có nghĩa là cái này, hầu hết những cái gì trung bình thì chiếm ở giữa, cái phần cực tả tức là phần kém ở bên trái, và phần cực hữu là phần trội hơn thì ở bên phải. Thì hai cái lực lượng ở hai bên nó chiếm cái diện tích ít nha, so với cái đại đa số là cái phần ở giữa này. Đấy. Và chính cái đó nó chính là cái đặc trưng của cái phân phối chuẩn. Đây, nó có những cái đặc tính như sau. Vậy biến ngẫu nhiên nào có lực lượng trung bình chiếm đại đa số và hai lực lượng cánh tả và cánh hữu chiếm thiểu số, thì đó chính là phân phối chuẩn. Và điều này xảy ra rất nhiều trong đời thực, như chiều cao sinh viên của một trường đại học cùng một lứa tuổi chẳng hạn, chiều cao cùng một lứa tuổi nam riêng thì có phân phối chuẩn, chiều cao của nữ trong cùng một độ tuổi cũng là phân phối chuẩn, hay sức học trong lớp cũng là một phân phối chuẩn. Có nghĩa là gì? Học sinh học giỏi chiếm ít, học sinh học kém chiếm ít, còn lại đại đa số là học sinh trung bình. Đấy, thì cái nào mà có cái đặc trưng như vậy thì các em nhớ đó chính là phân phối chuẩn nhá. Chiều cao, sức học và những cái số liệu đo trong phòng thí nghiệm chẳng hạn, số liệu đo trong phòng thí nghiệm, hay là chiều cao của một giống cây trồng về nông nghiệp, cùng chủng loại như vậy, cùng trồng tại một thổ nhưỡng giống nhau, cùng khí hậu, cùng cái thổ nhưỡng giống nhau, thì chiều cao sau đúng 3 tháng ví dụ như vậy thì chiều cao của nó phải là 3 mét, ví dụ như vậy 3 mét, thì hầu hết là giống nhau 3 mét, chỉ có sai số một số ít là cao trên 3 mét.
ví dụ 3m2, 3m3, và cũng có một số ít là chiều cao chưa đến 3m, ví dụ là 2m rưỡi, 2m6, mà cái đó, số lượng đó là ít thôi. Cái phần chọi, chọi hơn và chọi kém nó chiếm một cái thiểu số, và đại đa số là chiếm ở giữa, có nghĩa là cái lực lượng trung bình chiếm đại đa số, thì đó chính là phân phối chuẩn. Mà hầu hết ta thấy tất cả những dữ liệu ở cuộc đời này hầu như cũng là phân phối chuẩn nhé. Ví dụ ta sẽ thấy vai trò của phân phối chuẩn cực kỳ quan trọng, là thống soái trong mọi phân phối mà ta đã biết. Vì hầu như mỗi biến ngẫu nhiên mà ta quan tâm trong thống kê đều có thể xem như tổng của một số lớn các thành phần độc lập với nhau. Mỗi thành phần này có quy mô không đáng kể so với toàn bộ tổng thể. Và có thể hy vọng rằng cái phân phối của biến ngẫu nhiên đã cho khác rất ít so với phân phối chuẩn. Đấy. Và ta sẽ rõ hơn cái phần này ở trong cái phần các định lý giới hạn trung tâm. Ta sẽ học xong. Điều này giải thích vai trò nổi bật của phân phối chuẩn trong thống kê. Hầu như tất cả biến ngẫu nhiên tuân theo luật phân phối chuẩn. Đấy, như thầy đã nói, giống cây trồng hay trọng lượng của một giống gà công nghiệp chẳng hạn, cùng nuôi chế độ ăn uống đó, chế độ ăn uống như vậy cùng chế độ ngủ nghỉ như nhau, thì sau 2 tháng hoặc 3 tháng thì cái trọng lượng của giống gà đó không hơn nhau là bao nhiêu, đại đa số sẽ là giống nhau, chỉ có phần hơn nhau chọi và hơn nhau kém là chiếm thiểu số. Đấy. Thì tất cả các em thấy là rất nhiều các biến trong đời sống thực là phân phối chuẩn. Chính vì thế phân phối này chiếm một cái tỷ trọng rất lớn ở trong chương trình học của chúng ta. Ngoài ra, hầu như tất cả các phương pháp thống kê được xây dựng trên thực tế đều đòi hỏi biến ngẫu nhiên tham gia của bài toán phải là phân phối chuẩn. Đấy. Bây giờ cách tính thì nó có rất nhiều công cụ tính, nhưng mà thầy chỉ tập trung cái công cụ Excel và Vinacal 570ms nhé. Và cách tính thứ ba là tra bảng. Tra bảng thì vì màn hình ở đây display cái màn hình tra bảng số nó hơi nhỏ, thì thầy nghĩ các em phải có cái bảng số. Số này thì dễ thôi, ở cuối sách nào cũng có cái bảng số đó nhé, cũng có bảng số đó và các em tra. Còn ở trên màn hình á, thầy sẽ giới thiệu các em thao tác để tìm ra cái đáp số nhanh nhất bằng cách tra trên máy tính bảo túi và bằng Excel nhé. Đây cách tính nha. Bây giờ ta cho x thuộc normal mu sigma bình, thì ta đặt như vậy, đặt một cái biến t các em, t là cái biến x trừ mu chia sigma. Bây giờ tạm thời ta chấp nhận nếu mà x thuộc cái này thì t thuộc vào chuẩn 0,1 nha. Đây là chuẩn tổng quát. Sau khi ta đặt biến là x trừ mu chia sigma thì cái t này nè, cái tỷ số này nè, lại thuộc chuẩn đơn giản 0,1 nha. Bây giờ tạm thời ta chấp nhận, khoảng bài sau thì thầy sẽ chứng minh cái này nhé. Bây giờ ta đặt vấn đề là ta tính cái xác suất này cho x nó nằm ở trong khoảng x1 và x2. Thầy nhắc lại x1 và x2 ở đây cái dấu nhỏ hơn hay là nhỏ hơn hoặc bằng, và tương tự như bên này cũng vậy, thì không quan tâm đến vấn đề là bằng hay là nhỏ hẳn, vì thầy đã nói rồi đây là biến liên tục, cho nên cái dấu nhỏ hẳn hoặc cái dấu nhỏ hơn hoặc bằng thì như nhau, phải không các em? Giờ vấn đề là ta tính x nó rơi trong khoảng này mà mình quy ước, vậy mình cứ gọi là rơi trong khoảng x1 và x2. Tất nhiên là x2 phải lớn hơn x1 rồi, phải không? Giờ ta tính cái này làm sao? Thì thầy đặt nhá, thầy đặt cái biến t, t nhỏ ở đây, biến t lớn chính là cái tỷ số này, thì biến t nhỏ nó cũng tương ứng như vậy nhá. Thì ta suy ra một điều là như vậy,
thì cái này thì chứng minh luôn đây, phải không? Xác suất để x rơi trong cái khoảng x1 x2 thì vì sigma là dương cho nên ta nhân lên, ta chuyển vế, ta nhân lên ta chuyển vế để ta tìm được cái gì các em, cái x á, cái x á, x chính là x đây nè, x này nè, p nhân với sigma chuyển mu sang đấy, như vậy là sigma t cộng mu đây nhá, ta nhân lên và ta chuyển cái mu sang thì ta có cái này, và ta chuyển lại mu sang bên này và mu sang bên này, rồi x1 trừ mu, x2 trừ mu, và ta chia cho tất cả cho sigma thì ta được cái này, đúng không? Thì đây bên phải ta được x2 trừ mu chia sigma chính là cái này là t2, bên trái x1 trừ mu chia sigma chính là t1, và như vậy ở đây chính là cái này. Như vậy là xác suất của ta là lúc này ta trở về với cái biến t rơi trong khoảng t1 và t2, đồng ý không các em? Và như bài học tuần trước thì đây chính là lấy phi của cuối trừ phi đầu, tức là phi của t2 trừ phi t1. Phi là cái hàm Laplace, phải không các em? À, như vậy cuối cùng để tính cái công thức này, tính cái xác suất mà x rơi trong khoảng 1 x 2, thì ta chuyển nó về t2 chính là cái này đây các em. T2 ta giờ ta biến lại về với cái biến x này, thì cuối cùng là cái đóng khung vàng là các em phải nhớ để ta tính toán. Đấy. Cái hàm phi này thì tra bằng b ta đã biết rồi, tra bằng b hay là tra trên máy tính, đúng không? Thầy cũng đã nói một lần rồi nhá. Và bây giờ để hiểu rõ hơn về cái phân phối, cái đổi biến như vậy, đổi biến về phân phối chuẩn đó, thầy vẽ trên hai cái hình này để các em tưởng tượng và các em dễ hiểu hơn là như vậy. Đây, cái bên trái này các em, cái bên trái đây là một phân phối chuẩn tổng quát với mu ở giữa đây, mu là kỳ vọng đây, thấy không? Bây giờ rơi, muốn cho cái x nó rơi trong cái khoảng x1 và x2, có nghĩa là ta phải tính cái diện tích này nè các em. Đó, cái trang hồi nãy đó, trang hồi nãy mà tính xác suất để rơi x rơi trong khoảng x1 và x2 nhỏ hơn x1 và x2 đó, thì ta phải tính cái diện tích này. Đấy, đó là x thuộc vào mu sigma bình và cái fx của nó đây là các em. Đó, thì ta phải tính cái diện tích này. Tính xác suất chẳng qua là ta tính diện tích thôi, phải không các em? Thì nó nói rồi. Thì để tính cái này nó phức tạp thì người ta đưa về cái chuẩn đơn giản bằng cái biến t, từ cái biến x ta chuyển sang cái biến t. Biến t là cái biến này đây. Như ở bên trang trước thầy đã thì lốt cái này sang trang này để các em dễ thấy thôi mà, phải không? T. Nếu mà đặt t như vậy thì t thuộc vào chuẩn 0,1 các em. Và như vậy cái hàm á, thay vì cái hàm fx phức tạp như vậy thì nó sẽ chuyển về thành cái hàm phi t. Hàm phi t chính là cái hàm 1 chia cho căn 2 pi e mũ trừ t bình chia 2. Và cái này chính là cái gì đây các em? Chính là cái bảng A đó, bảng A mà chúng ta phải tra cái giá trị của bảng A, nhớ không? Thầy đã nói một lần rồi. Như vậy thì chuyển qua bên này đó thì cái diện tích này nó cũng phải bằng với cái diện tích này, nhưng mà ở đây là biến t các em, biến t, t lớn nhỏ hơn nhỏ hơn t2 và lớn hơn bằng t1 đấy, thì hai cái diện tích này phải bằng nhau đấy. Và cái tung độ ax2 này các em, đây là cái điểm A nhá, ax2 này nè, đây ax2 này, và cái tung độ bên này là at2 các em, thì nó liên lạc với nhau bằng biểu thức này, tức là ax2 sẽ bằng at2 chia cho sigma. Và các em nhớ như vậy thì có khả năng người ta, tại vì cái bảng A này người ta cho biết, bây giờ người ta nói như vậy cho một cái hàm, người ta vẽ cái, người ta viết cái hàm này ra, phải không? Người ta viết cái hàm này ra và người ta cho x, ví dụ cho x bằng, tức là cho biết mu và sigma. Bây giờ người ta cho biết x luôn, cho biết x ví dụ mu bằng 3, cho x bằng 5 ví dụ như vậy, bằng 5.
cho sigma biết luôn, thì tính cái giá trị hàm này, người ta kêu tính giá trị hàm này nhá, thì các em làm sao nào? Thì nhắc lại bằng A, người ta cho biết cái giá trị của cái hàm này. Bây giờ cũng với cái hàm như vậy, người ta kêu tính cái tung độ, tức là cho mu, cho sigma, cho cả x luôn, thì làm sao tính được cái tung độ này? Tung độ A, ví dụ người ta cho x, x bằng x2 chẳng hạn, giờ phải tính cái tung độ này. Giờ ta phải tra cái bảng A. Thì cách tính mà phức tạp nhất thì các em phải tính tổng quát, các em thế vào đây x bằng x2 mà ta tính cả cái giá trị hàm này, vậy nó phức, nó sao nào, nó phức tạp. Và người ta kêu là chỉ cho trong bảng A làm sao tính cái này, tức là người ta không cho mình tính trực tiếp, thì tra trong bảng A, nếu mà ta biết được cái hàm này và ta biết được cái quan hệ này, thì ta chỉ cần tra bảng A của cái biến x này nè, biến x2 thì ta chuyển sang là biến t2, t2 sẽ bằng x2 trừ mu chia sigma, và lúc đó ta tra cái ft2, tức là phi t2, ta tra của cái phi t2 nó ở trong cái bảng A đó các em nhé. Rồi ta lấy cái giá trị tra, ta chia cho sigma thì ra được cái tung độ này. Đấy, thì cái hình ảnh này để các em thấy là một cái sự đổi biến, thay vì tính phức tạp tổng quát ở bên này thì người ta chuyển về thành cái tính đơn giản, chuẩn 0,1, có nghĩa là mu lúc này trục hoành của nó là nó tinh tiến về 0 và sigma lúc này là 1, tức là cái hình bên này đó thì có thể là nó méo và cái hoành độ của nó là mu, người ta tinh tiến nó về bên này. Đây, ta tịnh tiến, đây là cái biểu thức x trừ mu, ta tịnh tiến là về 0 đây nè. Và cái hình bên này là nó co lại, tại vì nó có cái sigma ở dưới này, co lại ở bên này, ta chia cho sigma thì ta được cái quan hệ như vậy. Nha. Hình ảnh này để các em thấy được tại sao người ta lại dùng cái hàm phi. Ở đây á, thầy nhắc là ở đây cái hàm phi này là thực ra là cái hàm ft thôi, còn cái hàm phi của ta là nó có cái dấu tích phân, các em dấu tích phân ở đây đúng là cái ft đó, ft cho nó rõ hơn là cái ft nhá. Ft là cái tích phân đi từ 0 cho đến x, fx đây là phi x thì đây là 0 đến x. Ở đây đáng lý thầy ghi ở đây là ft là cái bảng A đó các em. Bây giờ ta bắt đầu cho ví dụ để ta tính toán nào. Ví dụ một, trọng lượng của một loại sản phẩm X có phân phối chuẩn mu là 10 kg, sigma là 0.5, loại sản phẩm nha, tính bằng ký, trọng lượng tính bằng ký, có sigma là 0.5, có nghĩa là độ là chuẩn là 0.5, tính tỷ lệ những sản phẩm có cái trọng lượng á, trong khoảng từ 9.5 cho đến 11 kg nhá. Như vậy ta cho mu là cho sigma nè, giờ người ta cho x1 nè, cho x2 nè, giờ ta tìm xác suất để sao cho x nó lớn hơn hoặc bằng 9.5 và nhỏ hơn là 11 kg. Đấy, cho mu và cho sigma rồi thì giờ là ta áp dụng cái công thức hồi nãy thôi, phải không? Ta áp dụng công thức này. Như vậy đây x2 chính là 11, x1 chính là 9.5, và ta sử dụng cái công thức phi bằng x2 trừ mu, mu là 10 các em, phải không? Chia cho sigma là 0.5, trừ cho phi của x1 trừ mu, x1 đây 9.5, trừ mu chia sigma. Và cái này ta bấm máy thôi, hoặc là ta tra bảng thì ta tính cái này ra, 11 trừ 10 chia 0.5 chính là 2, tức là phi của 2, trừ cho cái 9.5 trừ 10 là 0.5, 0.5 mà có dấu âm, chia cho 0.5, mà nhớ là phi của dấu âm thì là phải trừ phi, cho nên là cuối cùng là ở đây nó sẽ là phi của trừ 1, thì nó chính là cái gì,
bằng phi 2 cộng cho phi 1, phải không em, bằng 0.82. thì các em tra tra cái bảng B đó, 2 thì ta được phi 2 là bằng bao nhiêu, rồi ta cộng cho phi 1 nhá. Ở đây là phi của trừ 1 thì bằng trừ phi 1, tức là trừ trừ sẽ thành cộng. Thì các em tính phi 2 cộng cho phi 1 thì sẽ ra là 0.82, phải không các em nhá. Đấy, bây giờ trước khi qua cái thí dụ 2, thôi thầy bấm máy nhá, thầy bấm máy cái này một lần nữa để các em thấy là ta sẽ lấy phi 2 nè, ta cộng cho phi 1 sẽ ra 0.82 nhá. Đây, thầy bấm máy đây. Thầy bấm máy nha. Thầy deep play cái này nó to lên một tí. Rồi. Bây giờ muốn bấm cái hàm phi, các em set cái mode nó, mode là SD standard. Chuẩn đó các em, standard là số 1. Và bây giờ ta tính phi 2 phải không nào? Ta tính phi 2 nè. Ờ, ta cộng cho phi 1. Đấy, phi 2 cộng cho phi 1 đúng không? Đây phi 2 nè, cộng cho phi 1. Thì các em bấm nè, sau khi bấm set mode rồi, set mode standard, các em bấm shift nè. Shift this. Đó, nó hiện ra cái hàm Q. Thầy hôm trước thầy đã nói rồi nhá, hàm P, hàm R thầy cũng đã nói cái công thức của nó. Bây giờ ta sử dụng, ta sử dụng cái hàm phi ở đây chính là cái hàm Q của ta. Q của ta là số 2 các em. Ta bấm số 2 nè, thầy bấm số 2 nè, dạ. Phi 2 nè, bấm số 2 ở đây luôn nè. Đóng ngoặc vô. Đáng lý các em bằng luôn thì nó sẽ ra, đúng không? Ở đây thầy làm luôn, cộng cho phi 1 luôn, cộng thầy bấm nè. Cộng cho phi 1. Shift this Q là số 2. Ở đây 1 luôn các em. Thì bấm 1 luôn. Con hoành độ là 1 thì đóng ngoặc lại. Và thầy enter. Enter là dấu bằng nhỏ nè các em. Đó, nó sẽ ra là 0.8185. Thì ở đây thầy lấy gần đúng là 0.82. Đấy. Các em thấy nha. Rồi. Giờ ta sang ví dụ 2 nhá. Để từ từ thầy sẽ dùng cả công cụ Excel và lẫn công cụ máy tính bỏ túi để cho các em hình dung được nhá. Các em hình dung được hết tất cả các công cụ tính. Bây giờ sang ví dụ 2 nè. Thời gian x tính bằng phút của một khách hàng chờ xe buýt là biến ngẫu nhiên có phân bố chuẩn. Có phân bố chuẩn mu bằng 4.5 phút và sigma là 1.1. Đấy. Thì thời gian mà đổ vào các bến xe buýt á ở các nước công nghiệp. Nước ta thì tất nhiên là nó do cái cầu với cái cung nó mất cân đối, thì cho nên cái thời gian mà không hiện là cái chuẩn. Nhưng ở các nước công nghiệp, thời gian xe lửa, xe buýt đậu cứ 5 phút là một chuyến thì hầu như là không sai số nhiều lắm. Thì cái nào mà các em cứ thấy là trong cuộc đời mà cái nào mà nó có tính không sai số nhiều lắm, đại đa số là giống, chỉ có lâu lâu mới có sai số, thì cái đó chính là phân bố chuẩn đó các em. Đấy. Thì thời gian nè, chờ đợi nè, xe buýt, tức là thời gian giữa hai cái xe buýt đậu tại bến thì chính là phân bố chuẩn. Đấy. Đó, thời gian tính bằng phút của một khách hàng chờ xe buýt là biến ngẫu nhiên, phân bố theo như vậy. Có nghĩa là cứ 4.5 phút trung bình mà nói thì có một chuyến xe buýt chạy qua. Lâu lâu thì có sai số. Có thể sai số muộn hơn hoặc sai số sớm hơn là 1.1 phút. Có nghĩa là có khả năng là lên đến 5 phút 6 mới có một chuyến, hoặc là nó sớm hơn có thể là 3 phút 4, 3 phút 4 là cũng đã có một chuyến rồi. Ý của cái đề bài là như vậy, phải không các em? Bây giờ nè, người ta kêu tính tỷ lệ khách hàng phải chờ xe buýt từ 3 phút cho đến 3 phút rưỡi cho đến 6 phút là bằng bao nhiêu, sau đó tính quá 6 phút là bằng bao nhiêu.
chắc quá số phút phải ít rồi, phải không? Như vậy ở đây chính là x1, đây x2 phải không các em? Ta lại làm tiếp tục, phải không? À, bây giờ thầy đặt luôn câu hỏi B và sau đó ta giải luôn nhá. Thời gian phải chờ tối thiểu bao nhiêu phút á, nếu không để quá 5% số khách hàng phải chờ xe buýt mà vượt quá thời gian đó. À, câu này tìm thời gian phải chờ tối thiểu là bằng bao nhiêu phút nhé, nếu không để quá 5% số khách hàng phải chờ xe buýt mà vượt quá thời gian đó. Giờ ta giải câu A trước nhé, quá 6 phút nữa, tức là câu A có hai phần, phần x1 x2 rơi trong khoảng này và cái phần mà x lớn hơn 6 phút. Bây giờ thầy giải nhé, câu thứ nhất thì giải rồi, tương tự như hồi nãy ta đã giải như vậy, x2 là 6, x1 là 3.5, vậy là ta dùng phi của x2 trừ mu người ta cho rồi là 4.5, sigma là 1.1 người ta cho rồi, ta ráp vào công thức thôi, tương tự ở đây x1 ta ráp vào công thức nha, để sẽ là phi của 1.36 trừ cho phi của trừ 0.91, nhớ ta bấm thì ở đây là phải cộng phi của 0.91 nhá. Rồi và ta bấm ra đó 1.36 thì bấm máy nhá, bấm hoặc các em bấm máy hoặc là tra bảng nhá, em nào mà không có máy thì phải có bảng để mà tra, như thầy đã nói bảng vẫn phải có, vì sao? Vì máy chỉ cho ta cách tra thuận và tra ngược, máy không có điều đó, cho nên vẫn phải có cái bảng, các em tự tra, tại vì hôm đó thầy cũng đã giới thiệu cái cách tra bảng nhá, nhưng mà cái bảng ở đây cái display cái số nó nhỏ quá, thầy cũng chỉ nói hôm đó chỉ nói một lần thôi, mong các em là tự tra cái này nhé. Phi của đây như vậy là đây là cộng phi của 0.91, thì bấm máy hoặc tra bảng thì ta ra là như vậy. Như vậy cái xác suất để ta chờ trong cái khoảng từ lớn hơn 3.5 phút và nhỏ hơn 6 phút á thì chính là 73.17%, khá lớn phải không? Vậy là lớn á, trung bình như vậy là từ 3.5 cho đến 6 thì khoảng 73.17%. Bây giờ ta làm cái câu câu này bằng Excel nhé các em. Thì làm câu này bằng Excel nào. Excel là thầy dùng cái hàm normal này các em, distribution nhé. Distribution. Đây là x2, mu là 4.5, sigma là 1.1. Và một chính là accumulative, có nghĩa là nó bằng một, có nghĩa là ta cộng dồn tích phân lại. Còn nếu mà cái này bằng không, nếu này bằng không thì nó chính là giá trị tại cái hàm đó thôi các em. Còn nếu là một có nghĩa là ta lấy sigma thì trừ vô cùng cho đến cái x2 này, tương tự như vào đây. Như vậy là ta lấy cuối ta trừ cho đầu này các em, nó cũng vậy thôi phải không, ta lấy cuối ta trừ cho đầu, như là cái hình vừa rồi đó, muốn tính cái diện tích đó thì ta lấy từ trừ vô cùng cho đến x2, ta trừ cho từ trừ vô cùng cho đến x1 đấy nha. Bây giờ thầy nghĩ các em ghi cái này lại và bấm trên Excel thì chắc chắn là nó sẽ ra, đơn giản thôi, thầy không phải làm cái này trên Excel làm gì nha. Như vậy trên Excel nếu mà các em có máy, các em chỉ cần đánh cái hàm này vào, lấy cuối trừ đầu, lấy 6 trừ cho đầu là 3.5 này nha, lấy cuối trừ đầu, mà cái hàm nó cũng giống như vậy, khai báo mu, khai báo sigma, mà nhớ là các em nhớ là đây là số 1 nha, đừng để số 0 thì nó không có ra, đây là số 1. Accumulative có nghĩa là sự tích lũy, tức cái hàm này nó tích lũy từ trừ vô cùng cho đến cái hoành độ là x bằng 6, trừ cho cái từ trừ vô cùng cho đến hoành độ là 3.5, giống như là tích phân thôi, phải không? Tích phân lấy cuối trừ đầu, lấy nguyên hàm của cái cuối trừ cho nguyên hàm của cái đầu, tích phân của A nhỏ cho đến B của F x dx, F nhỏ d nhỏ thì sẽ bằng F lớn của B trừ F lớn của A, F là nguyên hàm của F nhỏ, phải không? Thì mấy cái này thầy nghĩ nó cũng rất đơn giản, các em tự làm nhé.
Bây giờ nếu mà ta dùng hàm phi, nếu mà ta dùng hàm phi, ta tính cái này thì sao? Ta muốn tính xác suất mà x lớn hơn 6. À thì ở đây các em thấy là ở đây nó không có cái x2 các em, nó chỉ có x1 là 6. Và x2 ở đây mình tưởng tượng như là x2 của nó là gì? X2 của nó là cộng vô cùng. Phải không? Cộng vô cùng, x2 là cộng vô cùng. Tại chắc chắn rồi, một cái giá trị nào luôn luôn phải nhỏ hơn là cộng vô cùng. Phải không? Như vậy ta cũng sử dụng cách hình thức, nghĩa là cộng vô cùng trừ mu chia sigma. Còn cái x1 thì y như cũ, không có gì thay đổi. Nhưng chú ý nè, bây giờ tại sao cái này phi vô cùng trừ, tại sao cái số hạng này nó lại bằng 1 phần 2 các em? Vì sao nào? Vì cộng vô cùng trừ cho một số nào đó cũng là cộng vô cùng, chia cho một số nào đó, số dương này nè, sigma là số dương mà, thì nó cũng là cộng vô cùng thôi, đúng không? Mà phi của cộng vô cùng thì bằng mấy các em? Bằng một nửa, đồng ý không? Phi là tích phân Laplace, các em nhớ nha, từ 0 cho đến x, phi x từ 0 cho đến x của ft dt. Như vậy là nó tính từ 0, đúng không? Như vậy nếu mà x bằng vô cùng là nó vét cạn cho đến, các em tưởng tượng cả cái diện tích đó bằng 1, thì giờ một nửa từ 0 cho đến cộng vô cùng thì chắc chắn phải bằng một nửa của diện tích đó, tức là bằng 1 phần 2. Và cái này thì ta tính như cũ thôi, phi của 1.36, các em bấm máy mặc tra bảng thì ta ra 8.69%. Tức là để cái thời gian lớn hơn 6 phút á thì chiếm khoảng 8.69%. Giờ ta giải câu B nè. X lớn hơn 6 phút. Bây giờ ta có thể tính, à ở đây thì thêm vô cái công thức tính bằng Excel thôi, chẳng có gì cả. Ở đây ta ở trên ta tính x lớn hơn 6. X lớn hơn 6. Đấy, x lớn hơn 6 có nghĩa là ta tính ở bên phải của cái đồ thị. Còn Excel của ta thì lại tính ở bên trái các em ạ. Excel, cái hàm Excel của ta thì lại tính ở bên trái. Cho nên là nếu mà thầy dùng cái hàm norm this ở đây đó thì thầy phải lấy 1 trừ cho cái bên trái thì nó mới ra cái bên phải của mình, đúng không? Thì đây chính là 1 trừ norm this của 6.4.5, 1.1 và 1. Nhớ ở đây vẫn là 1 nha. À, như vậy ở đây là ta tính bên phải. Thì ta, nếu ta dùng Excel thì nhớ là Excel nó tính từ trái sang phải nha. Tức là từ trừ vô cùng, trừ vô cùng cho đến cái hoành độ nào đó nhá. Hoành độ ở đây là 6 nè các em. Hoành độ ở đây là 6. Đấy. Thì là lấy 1 trừ cho norm this này ta cũng ra được là 8.69%. Đấy. Thì thầy mong là nếu kỳ sau đó có dịp thầy sẽ sử dụng Excel để thầy chỉ. Excel thì thầy nghĩ nó đơn giản, nó chỉ là cái hàm, các em chỉ đánh đúng vào thì nó sẽ ra, nhưng mà các em phải nhớ cái ý nghĩa của cái hàm đó. Giữa cái hàm của Excel và cái hàm của mình tính toán thì nó lệch nhau ở cái nào thì mình phải nhớ để mình sử dụng đúng. Bên Excel thì nó tính bên trái, bây giờ nếu mà mình muốn tính bên phải thì mình phải lấy 1 trừ. Đấy, nhé. Thì mong là mấy em sẽ về nhà làm tiếp cái bài này để tuần sau. Câu B thầy chưa giải, thì câu B bài sau thầy sẽ giải cùng các em. Mong các em về nhà ôn tập nhé. Thân ái chào các em, cảm ơn các em đã theo dõi bài giảng.